bản lĩnh, cuối cùng cũng khó thoát khỏi sự thất bại. Tên gì đã hiểu. Đã qua quảng hàm, nhìn sông vũ vào bờ, trong lúc từ ngọn sông sâu bờ, nhìn bãi đất bụi kia, xuân diệu nảy mộng sinh sôi qua dải cọc này, tự rào trong xa, cuối cùng lòng của bình yên, mong quên những chiến loạn, những khổ niềm vui ở trong đó, như gặp ốc đảo giữa sa mạc. Tổ phụ điều kiện nguyện nhi là gì?